Chưa có gì hết con rồi đây nè. Ăn trưa thôi cả nhà ơi. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm 2023. Bữa này các bé sẽ ăn tôm càng xanh hấp và ức gà. Sau đó sẽ ăn thêm đồ ăn đóng cho mèo của thương hiệu Pháp và Hàn Quốc. Các bạn khách rất háo hức tham gia cho các bé mèo ở quán ăn. Mỗi người sẽ được phát bao tay trước tiên nè. Ở bên chị thì là cuối tuần là sẽ ăn tôm với cả thịt bò. Còn đâu các ngày bình thường thì sẽ là ăn pate, ăn cá hoặc là tủ đùa kiểu như đồ đã chế biến rồi ấy. Cà phê mèo Cát Phê Quận 1 có hơn 30 bé mèo thuộc nhiều giống mèo nhà khác nhau trên thế giới. Nếu bạn chưa có điều kiện để chăm sóc một bé mèo, đây sẽ là nơi lý tưởng để bạn đến thư giãn, vừa nhâm nhi trà bánh vừa vuốt ve các bé. Bạn sẽ hiểu thêm về tập tính và đặc điểm tính cách đặc trưng của mỗi giống mèo. Và nếu bạn muốn nhận nuôi một chú mèo hoang hay một chú mèo nhà đang cần mái ấm, Cát Phê sẽ là cầu nối yêu thương. Cát Phê sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc mèo, chế độ dinh dưỡng, cơ sở thú y nếu bạn cần thông tin. Quý khách có thể tham gia cho mèo ăn vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, buổi trưa lúc 12 giờ và buổi tối lúc 8 giờ tối. Đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi, hát xì vào chỗ bạn ăn làm sao mà bạn ăn được. Tím. 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 T